Bơi không? Con biết bơi. Ở đó thì hai đứa chơi nhau đi. Mấy tuổi rồi? Dạ em 8 tuổi. Thank you.
là đã tin tưởng là cây cái giống mà có đường nhất á là ba con đấy. Gì kìa Khanh, có chương trình gì bánh kìa. Đi qua. Chơi gì vậy? Điểm hoa báo được 10 triệu á. 10 triệu hả? Ừ. Đi Khanh, bánh coi coi gì Khanh. Đi thử coi. Ủa sao hay vậy? Để con mượn coi. À một đồng hả? À đồng đồng. Bây giờ là mình lại giấu xuống đây nha. Con đậu ở trên đâu có đâu. Ừ. Kè, ta tìm được nữa kìa. Đào chỗ này không có, tôi đi chỗ khác, hiểu không? Trắng. Tìm đơn đồng hả? Đâu coi. Rồi, đi đi vô mát đi. Để bà giữ cho. Được 3 đồng hả? Được 5 đồng là đổi món quà lớn á. Yeah. Con đi tìm được mấy đồng rồi. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Thôi được rồi, hai cái cũng được hoài rồi. Cũng cũng muốn nhà bông á. Sao vậy chứ đậu nhiêu? Ôi trời mưa tới giờ nè, năm cái gì nữa. Bao nhiêu vậy? 4 6 8 rồi. Đây, 9 luôn hả? Rồi.
Ok, chín đầu cũng được rồi. Chín đầu là giỏi rồi chứ đó. Chào chị, dễ thương mà.